Thưa quý vị, 2 năm đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hoàn toàn ngành du lịch Việt Nam. Từ chỗ là ngành kinh tế mũi nhọn, hàng loạt các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã phải đóng cửa. Và thị trường du lịch hậu đại dịch là thị trường mới hoàn toàn. Đây cũng chính là động lực để các doanh nghiệp thay đổi chính mình, tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động. Câu chuyện sau sẽ cho thấy nỗ lực của một doanh nghiệp để khẳng định giá trị thương hiệu của mình. Không nằm ngoài xu thế đó, từ một thương hiệu khá nổi tiếng trong ngành du lịch Việt Nam, ngày 18 tháng 1 năm 2023, công ty lữ hành Fiditur đã cho ra mắt thương hiệu lữ hành Việt Lost Tour với logo và slogan hoàn toàn mới. Cùng với đó là chiến lược kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển. Với đội ngũ gần 300 nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm, có hệ thống văn phòng chi nhánh và đại lý trên toàn quốc, công ty cổ phần lữ hành Việt Plus Tour định hướng tập trung vào thị trường du lịch nội địa trung và cao cấp với mục tiêu phát triển thương hiệu Việt Plus Tour ra tầm quốc tế, mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch độc đáo, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, Việt Plus Tour tập trung cải tiến mới dãy sản phẩm ở cả 3 thị trường, outbound, nội địa và inbound sau dịch Covid. Đặc biệt, tăng cường thị trường outbound với các sản phẩm độc đáo ở các tuyến châu Âu, Mỹ, Nam Phi, Úc. Riêng với thị trường inbound, vốn là thị trường trọng điểm của lữ hành Việt Lost Tour trước dịch. Ngoài các thị trường mục tiêu như châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á, Việt Lost Tour sẽ tăng cường mở rộng hoạt động tiếp thị, khai thác kinh doanh đến các thị trường Đông Bắc Á, Nam Mỹ. Đây cũng là thế mạnh của Việt Lost Tour với những giải thưởng uy tín trong ngành lữ hành nhiều năm qua. Và chúng tôi cũng sẽ khai thác, nghiên cứu chuyên sâu để nâng cấp cái hệ thống quản lý chất lượng chuyên nghiệp của doanh nghiệp mình. Đây là cái hệ thống phần mềm mà công ty đã xây dựng từ nhiều năm nay. Qua phần mềm hệ thống quản lý chất lượng này thì giúp chúng tôi có thể sàng lọc rất là kỹ lưỡng và khắt khe tất cả các nguồn cung ứng đầu vào từ các nhà cung cấp để giúp mang đến cho khách hàng những cái dịch vụ, các trải nghiệm mà tốt nhất và đẳng cấp nhất và đạt chất lượng chuẩn từ 3 sao đến 5 sao theo chuẩn quốc tế. Và chúng tôi kỳ vọng với sự phát triển này thì trong các năm sắp tới thì trung bình bình quân hàng năm thì doanh thu cũng như nguồn khách của Việt Lost Tour sẽ tăng trưởng khoảng 30%, và bên cạnh đó thì lợi nhuận cũng sẽ tăng trưởng tương ứng từ 20 đến 25% qua các năm. Năm 2023 được dự đoán với nhu cầu du lịch cá nhân vẫn tập trung nhiều ở các dịch vụ trong phân khúc trung cao cấp với loại hình du lịch thư giãn, nghỉ dưỡng, chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Loại hình du lịch MICE tiếp tục nâng cấp về chất lượng sản phẩm, yêu cầu tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm và năng lực tổ chức tour của doanh nghiệp ngày càng cao hơn để các hoạt động du lịch hội thảo, hội nghị thể hiện vai trò là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, du khách có xu hướng cân bằng giữa yếu tố giá tốt và chất lượng dịch vụ để có được những hành trình du lịch chất, đáp ứng nhu cầu thư giãn, nâng cấp thể chất và tinh thần qua các hoạt động thư giãn này. Với xu thế đó, Việt Lost Tour dự đoán trong tương lai gần, du khách Việt ở thị trường khách lẻ và doanh nghiệp đều sẽ dành ngân sách nhất định hàng năm cho hoạt động du lịch chất lượng để góp phần cân bằng cuộc sống, giúp du khách đạt được những giá trị khác trong kế hoạch công việc, gia đình. Thì phía bên công ty của chúng tôi thì đã phối hợp làm việc cùng với công ty Việt Lost, trước đây là công ty lữ hành Fiditur, rất là nhiều năm rồi. Và chúng tôi đã cùng làm việc với những cái đội ngũ, ekip làm việc, ví dụ như là những bạn nhân viên kinh doanh rất là chuyên nghiệp, rất là nhiệt tình tư vấn. Các bạn hướng dẫn viên thì có rất là nhiều kinh nghiệm và cái chất lượng dịch vụ thì rất là tốt. Chính vì vậy mà cái việc mà thay đổi một cái thương hiệu mới nhưng cái giá trị cốt lõi vẫn như cũ thì tôi thấy là nó không có ảnh hưởng gì đến việc lựa chọn của công ty của chúng tôi trong những cái chuyến đi tiếp theo. Thứ nhất là công ty lữ hành Việt Lost Tour chú trọng về chất lượng, chất lượng từ khi mua tour đến khi đi tour và kể cả về còn hậu mãi. Chúng tôi thường hay đi du lịch dạng gia đình, thường hay có người già và trẻ nhỏ nên lựa chọn những công ty du lịch có chương trình chu đáo, hướng dẫn viên nhiệt tình, chất lượng thì sẽ khiến chúng tôi an tâm hơn, nhất là đối với những tour nước ngoài. Ở thời điểm hiện tại, khi mà thị trường khách quốc tế đã gần như mở cửa hoàn toàn, với sự kiện khách Trung Quốc có thể đến Việt Nam theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, điều này cũng đồng nghĩa với sự trở lại đường đua của các doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực khách inbound như Việt Lost Tour. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, theo nhiều chuyên gia đánh giá, ngành du lịch trong nước vẫn còn chậm chân hơn các quốc gia lân cận trong việc thu hút khách quốc tế. Điều này đã được chỉ ra nguyên nhân cụ thể. Đó là chính sách visa của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế đối với các thị trường trọng điểm.
Trong bối cảnh đó, việc Lotus Tour đã chủ động đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu ra nước ngoài để có thể thiết lập lại những nguồn khách lớn và quen thuộc của mình ở thời điểm trước dịch. Tại lữ hành Vietlotus Tour chúng tôi thì ngay từ khi mở cửa từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì chúng tôi đã tập trung khai thác, cố gắng sớm nhất phục hồi cái thị trường du lịch quốc tế inbound này. Nhưng có thể thấy là trong cái năm 2022 vừa qua thì cái tốc độ phục hồi của lượng khách inbound của chúng ta khá chậm. Thì phải đến đến là cuối năm 2022 thì lượng khách inbound quay lại tại lữ hành Vietlotus Tour chúng tôi mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng nhẹ trở lại, và qua đầu năm 2023 thì có tín hiệu tích cực và tốt hơn. Nếu mà tình hình vẫn kiểm soát tốt như vậy thì chúng tôi kỳ vọng là năm cuối năm 2023 thì lượng khách quốc tế sẽ quay mạnh trở lại vào Việt Nam. Đó là thời điểm mà cao điểm nhất của thị trường khách inbound khi quay lại thị trường khách các nước Đông Nam Á, trong đó cụ thể là Việt Nam. Thì để chuẩn bị cho các kế hoạch này cũng như kế hoạch đón khách vào cuối năm thì hiện tại thì lữ hành Vietlotus Tour chúng tôi đã tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá hết sức là rầm rộ. Trong giai đoạn hiện nay chúng tôi cũng đẩy mạnh vào các phương thức quảng bá trực tuyến để tiếp cận khách hàng quốc tế. Chúng tôi cũng tham gia các hội chợ du lịch quốc tế cũng như trong nước được tổ chức bởi Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch, cũng như là chủ động tham gia các hội chợ du lịch có thương hiệu lớn trên thế giới, ví dụ như là ITB ở Đức, WTM Anh hoặc là JATA Nhật trong thời gian sắp tới. Chúng tôi cũng chủ động tham dự một số các chương trình xúc tiến quảng bá ở các nước thông qua các chương trình roadshow hoặc là chương trình sale call định kỳ của doanh nghiệp để tham quan và tiếp cận những cái thị trường mục tiêu của lữ hành Vietlotus Tour chúng tôi trong thời gian sắp tới. Hậu đại dịch, cuộc cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch đã không còn chỉ về giá, chất lượng dịch vụ mà chính là tiện ích công nghệ thanh toán online. Ý thức điều này, Vietlotus Tour đã đẩy mạnh chiến lược số hóa trong hoạt động tổ chức, quản lý, kinh doanh của mình nhằm thích ứng với xu thế công nghệ không ngừng phát triển và nhu cầu thay đổi của du khách sau dịch Covid-19. Vietlotus Tour đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, cải tiến hoạt động quản trị, xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ hiệu quả vào hoạt động tiếp thị, bán hàng để có thể tiếp cận và phục vụ khách hàng hiệu quả trong xu thế thương mại điện tử, đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử du lịch, tiếp cận và phục vụ khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử toàn diện hơn. Tăng cường hoạt động R&D cho sản phẩm MICE Tour để đưa công nghệ vào sản phẩm, ứng dụng hiệu quả tính năng của các hoạt động hội thảo, sự kiện, team building và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì có thể nói là Vietlotus Tour là một bước tiến mới của doanh nghiệp trong việc thích ứng hiệu quả đối với cái xu hướng phát triển của thương mại điện tử cũng như là nhu cầu đổi mới của khách hàng. Thì Vietlotus Tour kỳ vọng với sự tiếp nối những giá trị hiện tại kết hợp cùng với những cái tầm nhìn cũng như là cái định hướng mới thì sẽ giúp Vietlotus Tour tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam nói chung cũng như là trong lòng du khách. Thì có thể thấy là trong các định hướng phát triển, các chiến lược phát triển của Vietlotus Tour trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái thị trường trung và cao cấp. Đây là những thị trường mà chủ lực của lữ hành Vietlotus Tour trong rất nhiều năm qua. Thì chúng tôi cũng tập trung phát triển vào cái kênh bán hàng trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào công nghệ để giúp cho các hoạt động quảng bá, tiếp thị, truyền thông hiệu quả hơn. Công ty cũng sẽ tập trung nghiên cứu phát triển, đầu tư vào cái lĩnh vực nghiên cứu sao cho mang lại những cái giá trị cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân của công ty trong thời gian sắp tới. Ngành du lịch Việt Nam trong năm 2023 được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ với nhiều điều kiện thuận lợi từ các thị trường trọng điểm. Chính vì thế, xác định và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp cũng như định vị phân khúc khách hàng đúng sẽ tạo cho doanh nghiệp sự chủ động để phát triển. Đó cũng là những điều mà Vietlotus Tour đặt ra trong việc chuyển đổi thương hiệu lần này. Xác định tập trung vào thị trường du lịch trung, cao cấp, phục vụ đa dạng sản phẩm từ tour trọn gói, tour theo yêu cầu riêng, đặc biệt của khách hàng và các dịch vụ đặt phòng, vé máy bay. Tất cả đặt trên giá trị cốt lõi, lấy chất lượng làm lợi thế cạnh tranh bền vững, liên tục nâng cấp tiêu chuẩn quản lý chất lượng chuyên nghiệp, làm nền tảng bền vững tạo nên giá trị thương hiệu Vietlotus Tour trong lòng khách hàng,